Chào mừng các bạn đến với chuyên đề xây dựng WordPress Việt bằng Laravel Framework. Thì ở loạt bài này sẽ hướng dẫn các bạn đứng từ app Android, mình sẽ lưu một cái sản phẩm và đọc sản phẩm về ha. Và ở bài hôm trước, bởi vì lúc trước tôi đã hướng dẫn các bạn cái phần custom adapter để load dữ liệu về ha. Thì mình đã custom xong phần adapter, nhiệm vụ bây giờ mình load ra và đọc hiển thị danh sách sản phẩm như thế này ha. Hiển thị danh sách sản phẩm có hình, tên và giá. Nhiệm vụ mình đọc JSON nó trả về từ WordPress của mình. Rồi, đầu tiên mình sẽ xem phần JSON trước ha. Đây là cái đường dẫn của mình ở localhost của tôi. Khi truy cập tới cái row sản phẩm như thế này thì nó trả về định dạng JSON. Rồi, sẽ copy qua phần JSON for master, mình xem định dạng của nó. Thấy rất là nhiều đúng không? Tiếp vào rồi mình xem cấu trúc. Thì nó trả về như vậy. Mình thu gọn lại một chút ha. Đây, hiện tại có trong sản phẩm là có 3 dòng. Mình xem dòng đầu tiên, nó trả về ID, tên, hình. Rồi còn một cái giá nữa ha. Đây còn cái giá. Ngoài ra cái này còn ngày tạo hoặc ngày update, nhưng mình cần là cái giá, tên và hình được rồi ha. Rồi mình đã có được JSON. Bây giờ nhiệm vụ của mình tiếp tục là mình quay về bước thứ tư. Bước thứ tư, đây quay về main, mình tiến hành mình đọc JSON về, mình đổ ra app cho mình. Nên activity nè, xong after rồi. Về danh sách sản phẩm nè, đầu tiên sẽ cho nó một cái list view ha, dùng để hiển thị. Rồi list view đặt là list view sản phẩm. Rồi vào java code của nó là danh sách sản phẩm. Đầu tiên khai báo một cái list view lv sản phẩm. Rồi list view để chứa đổ vào nó thì bắt buộc phải có một cái mảng rồi. Khai báo thêm một cái array list. Kiểu của nó là cái đối tượng mình quản lý là class sản phẩm hoặc đối tượng sản phẩm ha. Đặt tên là mảng sản phẩm. Trong on array, trong on array mình sẽ thứ nhất là ánh xạ cái list view. Ánh xạ list view. Rồi list view file view id r.id chấm list view sản phẩm ha. Rồi tiếp theo là mình khởi tạo cái mảng nha, mảng sản phẩm bằng new array list. Rồi kiểu là class sản phẩm. Rồi tiếp theo mình làm gì nữa bây giờ? Ra ngoài internet đọc cái chuỗi JSON chuỗi như vậy thì bắt buộc phải sử dụng scene ha. Scene thì các video trước mình đã hướng dẫn rồi. Bây giờ mình tạo một cái class. Tạo cái class nè. Có dùng machine, ví dụ nó là đọc sản phẩm, load đi. Để nó là load dữ liệu sản phẩm, load sản phẩm. Mà để sử dụng nó thì khai báo extend scene task. Cái thông số của nó là string, là cái đường dẫn nè, quá trình xử lý integer. Rồi integer trả về là cái chuỗi JSON của mình, kiểu string. Rồi bạn khởi tạo nó. Thì nó cũng sẽ thiếu phương thức gì? Doing background. On enter chọn implement method ha. Chọn tiếp doing background, ok. Rồi xử lý trong doing background xong, mình để nó load ra ngoài thì bắt buộc phải gọi thêm on boss sql. Rồi, trong đây thì nó là nhiệm vụ mình truy cập tới cái đường dẫn như vậy là cái WordPress Việt của mình. Nó trả về nội dung này là cái định dạng JSON. Định dạng JSON thì trước tiên đọc nó phải đọc toàn bộ nội dung của nó ha. Đó mình sẽ tìm cái hàm đọc nội dung hỗ trợ mình đây. Trong cái link này ha, program.txt, mình tìm tới cái hàm get URL. Đây là cái đoạn này ha. Thì nó sẽ hỗ trợ mình đọc cái phần nội dung, toàn bộ nội dung này ha. Rồi về Android, mình pass vào. Đấy thì bây giờ chỉ gọi đến get URL, nó trả về context.toString là toàn bộ nội dung của cái link WordPress của mình ha. Đó mình sẽ return trực tiếp với luôn get URL. Đây mình sẽ truyền vào cái param tử thứ 0 ha, mình để mình quản lý cái link ở trên. Rồi nó trả về cái gì? Mình đổ vào biến s tất cả thì đơn giản là mình khai báo. Mình xem lại phần JSON một chút. Đây của nó, đầu tiên nó là cái mảng nha, do đó mình sẽ đọc mảng JSON tiếp. Trước tiên đọc mảng, mình sẽ khai báo JSON array. Tôi đặt là array ha, bằng new JSON array. Nội dung của nó là cái biến s. Chẳng phải điểm báo lỗi gì đây? Exception
bao loại Inception thì tương tự bài hôm trước mình đọc á, Inception cũng bao lỗi như vậy. Thì mình chọn Enter để trong try catch thôi. Rồi tiếp tục có trong dòng try ha. Thì mảng ở đây mình có ba phần tử này như vậy, nó có 1, 2, 3. Do đó mình cần đọc hết đúng không, phải duyệt. Duyệt cái mảng có ba phần tử thì mình sử dụng cái gì, như gì có cả của nó. Rồi sử dụng vòng lập ha. Ở đây sử dụng lập for, mình sẽ khai báo một cái for. For này thì nó sẽ chạy như thế nào, do khai báo biết y nè, nó bắt đầu từ 0, nó là dòng thứ nhất. Thứ hai y nó sẽ bé hơn cái array của mình. Array của mình nếu mà nãy quan sát có ba phần tử đúng không, là để lấy của nó mình chấm len, nó bao nhiêu lấy bao nhiêu. Rồi mỗi lần chạy y cộng cộng tăng lên. Rồi tiếp tục trong for nè, thì trong for nó có ba json offset đúng không, ba json offset. Mình sẽ đọc tiếp json offset. Rồi do đó mình khai báo json offset, đặt là offset bằng cái gì, json offset này trong nằm trong cái array. Do đó mình gọi tiếp cái array get json offset ra ha. Bạn thấy nó truyền vào cái index. Thì index ở đây chẳng qua là từng dòng nó là kiểu y, biến y. Rồi bây giờ bắt đầu mình có được gọi cái mảng đó nè, mảng sản phẩm mình thêm vào được tiếp đây nè, add khởi tạo cái đối tượng sản phẩm. Rồi thứ tự của nó là tên, giá và hình. Thì mình gọi object nè, chấm get tên là cái string. Rồi xem cái name của nó là cái gì, tại tên sb nè, lấy về. Tiếp theo là cái giá, giá này là kiểu số thì get in cũng xem nó giá thì phía dưới đây này giá. Thứ ba cuối cùng là cái hình ảnh của mình, là cái chuỗi thì mình get string. Đây hình ảnh trên đây là cái chuỗi dài này nè, hình ảnh hình sb. Rồi xong có được cái mảng nha, thì nó cái list view có được mảng rồi. Bắt đầu mình gọi cái adapter của mình tên là sản phẩm adapter, mình cũng khởi tạo nó ha, new sản phẩm adapter sẽ truyền vào ba số, với là contest là của mình là danh sách sản phẩm chấm this. Thứ hai là cái layout r.layout, layout của mình là cái dòng dòng sản phẩm. Thứ ba là cái bảng vừa thêm vào là bảng sp, bảng sản phẩm. Cuối cùng phải đổi cho lên list view, gọi list view set adapter cho nó, truyền vào adapter. Rồi đây là mình chưa xong trong đọc json nè, đọc trong cái scene của mình. Thì tiếp tục mình cũng gọi trong on array ha, phải gọi cái class này nó mới thực thi được, gọi run on ui, phải tạo cái run able. Rồi để gọi class thì new class sản phẩm chấm sql. Sql này mình lưu ý khi nãy trong phần get ui là param để phần thứ 0, giờ mình sẽ truyền cái đường dẫn ở trong đây, mình quay vào trình duyệt ha, lấy cái đường dẫn này copy. Rồi trong sql mình pass vào. Rồi như vậy ha, có đường dẫn xong rồi. Thì internet và hôm trước mình cũng đã xin quyền rồi, bây giờ mình run lên kiểm tra xem có log về được hay chưa. Rồi đã run lên, bây giờ mình click qua phần danh sách sản phẩm mình xem có load được hay chưa nha. Đây mình thấy đã load về được cái sản phẩm nè, sản phẩm 3, sản phẩm 4, sản phẩm 5. Rồi mình kiểm tra lại trong database của mình nè. Rồi mình thấy trong database mình có là sản phẩm 3, 4, 5. Mình load về thì như vậy 3, 4, 5 ha. Và mình đã load thành công sản phẩm từ Westwick ha, một cái database như vậy từ Westwick của Laravel Ramworld. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.